sự kiện do những người hâm mộ lan tỏa khắp đất nước, gồm có 6 đêm nhạc thực tại nhà hát lớn, 1 đêm ở Ba Vì tối nay, 1 đêm ở Quảng Bình, 1 đêm ở Đài Truyền hình Tây Ninh tối nay và những nhiều chương trình khác. Nhưng mà đặc biệt nhất 22 năm nay, sáng nay, gia đình rất xúc động có một đứa em không cần giới thiệu tới đây, là một cái sự kiện rất đặc biệt. Không cần nói nhiều thì trước khi mình bắt đầu thì cũng chuyển lời cho Trịnh Đình Sinh có nói vài lời về đứa em quý của gia đình. Mời Trịnh. Thì ai cũng biết là vừa rồi Trần Đình Sinh đã qua một cái trận đấu khủng khiếp, và bây giờ chúng tôi rất là vui mừng vì tổ chức tay khỏe đi đứng và thổi kèn. Hôm nay là Tuấn đến với anh Sơn. Tuấn là một người em mà anh Sơn ấm cứng nhất. Và bây giờ đây là ba con người là chúng tôi là những đứa ca, đây là Tuấn Sơn. Đó, thì bây giờ Tuấn người Tuấn Sơn sẽ chơi bài gì để tặng anh Sơn, tặng tất cả các quý vị có mặt ở đây đó em. Bây giờ mình chơi những xưa. Bài đó là rất tuyệt vời. Những con mắt tình nhân nuôi ta biết nồng nàn, những con mắt thù hận cho ta đời lạnh đớn, nhưng mắt biết cỏ non xanh cây trái kia đang, những con mắt bạc tình cháy tan ngày thần tiên. Ngày ra đi với gió ta nghe tình đôi mùa, rừng đông rơi chiếc lá các người mới âm u. Trên quê hương còn lại tan gió bay, những con mắt trần gian xin vui với những nhân, những con mắt bạc tình xin cây lại niềm tin, những con mắt buồn thầm xin tươi sáng. Thank you.
chỉ có một vài nốt cơ bản thôi, nhưng mà sau một thời gian tới ngày hôm nay nhân ngày giỗ 22 năm của bác chị Công Sơn thì chú Tuấn đã trình diễn một cái bản gần như là hoàn hảo, gần như là mọi thứ trơn tru từ đầu đến cuối. Thì không biết là trong suốt thời gian vừa qua, cái quá trình điều trị sức khỏe